các nhà tiên tri đồng nhất luận giải, bà con giáp hưởng trọn lộc trời, trúng số liên tiếp, tiền tỷ mua nhà sắm xe, 15 ngày đầu tháng 2 năm 2023 âm lịch. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị thân thương đang theo dõi chương trình trên kênh Đại Phú Quý. Quý vị thân mến, có thể khi đang xem chương trình này ngày hôm nay, bạn vừa trải qua một ngày vô cùng vất vả, bộn bề. Bạn đang ngồi với bờ vai nhức mỏi, tấm lưng đau nhói bởi sức nặng của cơm áo gạo tiền, bởi trách nhiệm đối với gia đình yêu thương. Nghĩ lại bao năm qua đã phải gồng mình làm việc cật lực, đã phải chịu đựng nhiều cay đắng, tủi hơn mà không ai thấu hiểu. Hình ảnh trong mắt bạn bè và người thân ta sẽ ra sao nếu cuộc sống vẫn ngụp lặn trong nghèo đói, cày như trâu mà vẫn không thể nào giàu có lên được? Liệu cơ hội đổi đời, giàu có chỉ sau một đêm có thực sự tồn tại trên đời này hay không? Video sau đây sẽ chỉ về vận trình của bà con giáp may mắn trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Những nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách chông gai cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Nhờ có sao may mắn dịch chuyển khiến cho tiền bạc tự động ồn ồn kéo tới. Thành công nối tiếp thành công, từ tiền bạc, công danh sự nghiệp cho tới tình duyên đều có bước phát triển vô cùng tốt đẹp. Nếu những con giáp này biết tận dụng cơ hội này thì chắc chắn giàu có đổi đời, tiền bạc phủ phê tiêu xài không phải lo nghĩ. Nhưng sẽ rất đáng tiếc cho những ai nếu bỏ lỡ mất cơ hội hiếm hoi này. Vậy đó là những con giáp nào, cụ thể là tuổi nào? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Các nhà tiên tri đồng nhất luận giải, bà con giáp hưởng trọn lộc trời, trúng số liên tiếp, tiền tỷ mua nhà sắm xe, 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Vị trí đầu tiên, chúc mừng con giáp tuổi Tý. Những người tuổi Tý vốn thông minh, lành lợi và biết ứng xử trong cuộc sống. Họ là những người biết nhìn xa trông rộng, không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội thăng tiến và xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Tý không để mình phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp. Họ luôn chủ động trong cuộc sống và công việc thường ngày. Thời gian qua, tuổi Tý cũng đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Nhưng nhờ bản lĩnh vốn có mà họ tự thân vượt qua một cách ngoạn mục. Trong 15 ngày đầu của tháng 2 âm lịch, những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, trên phương diện tài chính sẽ có được nhiều điều bất ngờ. Tuổi Tý thường không phải lo lắng về vật chất quá nhiều. Chỉ cần họ cẩn thận và phát huy mọi thế mạnh của mình thì không bao giờ sợ nghèo đói, cực khổ. Khoảng thời gian này, tuổi Tý sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc, có thể giải quyết những khó khăn còn tồn đọng. Cụ thể, về phương diện tài lộc, xem tử vi năm 2023, 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, con giáp tuổi Tý có khá nhiều khoản cần chi tiêu, bao gồm tiền mừng sinh nhật, tụ tập bạn bè để ăn uống, hội hè, đầu năm mới. Đó là còn chưa kể tới tiền chi cho việc đi lại. Nếu bạn không có kế hoạch chi tiêu hợp lý thì có thể phải dùng tới cả tiền tiết kiệm của mình trong tháng luôn đấy nhé. May mắn cho những ai đang kinh doanh đã có dấu hiệu khởi sắc. Thế nhưng trong việc đầu tư thì bản mệnh nên cẩn trọng, kẻo sẽ bị lừa gạt đấy nhé. Đừng bị tâm lý đám đông dẫn dụ, nên tránh xa các hội nhóm có mùi bán hàng đa cấp hoặc dùng tiền của người mới trả lãi cho người sau, đang ẩn dưới nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Tam bích bay về phương đông nam cho thấy vận khí trắc trở, lúc tốt lúc xấu lẫn lộn không rõ ràng. Do đó có thể có lúc bạn tưởng gặp may nhưng lại là họa, có lúc tưởng là họa nhưng lại là cơ may. Nếu có thể hãy hỏi han thêm nhiều người có kinh nghiệm hoặc bạn chủ động tìm hiểu nhiều thông tin nhất có thể. Ví dụ muốn đầu tư một bất động sản thì cố gắng tìm hiểu khoảng 3 đến 5 bất động sản tương tự gần đó để có thể có quyết định đúng đắn nhất có thể. Đừng vội vàng tin môi giới bạn nhé. Về sự nghiệp, xem tử vi sự nghiệp của tuổi Tý, 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch khá hanh thông và thuận lợi. Đây là thời điểm phù hợp để hợp tác làm ăn và kinh doanh. Bản năng của bạn đang dẫn lối bạn đến những nơi lạ lẫm về mặt cảm xúc lẫn lý trí. Có thể lần này bạn sẽ đưa ra quyết định dựa theo cảm tính của bản thân trước một vấn đề đang khiến bạn lo lắng. Tuy nhiên, để tránh những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai thì phải có những hợp đồng quy định từ trước để hạn chế tối thiểu những tranh chấp về sau. Bản mệnh cũng nên ưu tiên hợp tác với người thật thà, chân thành hơn là người hay hứa suông và sai hẹn. Khả năng nhìn người rất quan trọng đối với bản mệnh trong công việc. Do đó,
hãy luôn tỉnh táo và cố gắng nhìn nhận bản chất của vấn đề, chứ đừng bị cuốn hút bởi những thứ màu mè, phù phiếm ở bên ngoài. Hình hại vô lễ nhắc nhở bản mệnh đừng tự cho mình là hơn người, nhất là khi đối thoại với người lớn tuổi, phải tỏ ra khiêm tốn. Những gì bạn biết vẫn chỉ như muối bỏ bể mà thôi, đừng tỏ ra hống hách gây khó chịu trong mắt của người khác. Về sức khỏe, xem tử vi tuổi Tý năm 2023, tình hình sức khỏe trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch khá tốt, không phải quá lo nghĩ gì nhiều, nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Thời tiết lúc này vẫn se lạnh, do đó những người tuổi Tý đang có bệnh về tấm huyết quản, xương khớp, tiêu hóa, dạ dày nên hạn chế ở lâu trong một môi trường lạnh và ẩm ướt. Có dấu hiệu cho thấy tháng này bản mệnh ăn uống và tiệc tùng khá nhiều. Bạn lưu ý tránh ăn quá nhiều đồ ngọt. Thực phẩm chứa chất làm ngọt nhân tạo có thể liên quan đến bệnh tiểu đường, suy nhược thần kinh, các vấn đề về gan. Bên cạnh đó, các chất làm ngọt còn gây ra sự mất cân bằng các lợi khuẩn có trong đường ruột nữa đấy. Ngoài ra, một số loại thịt dưới dạng thịt đóng hộp như thịt hun khói, xúc xích, lạp xưởng chứa hàm lượng cao muối natri và chất bảo quản cũng nên hạn chế ăn bạn nhé. Trong các bữa ăn, hãy ưu tiên ăn thật nhiều rau xanh sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bản mệnh. Về tình duyên, xem tử vi 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Trong tháng Ất Mão của năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của người tuổi Tý khá rực rỡ. Sao Thiên Diêu chủ về đào hoa, phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận tình cảm của đối phương. Do đó, đừng quên tìm cho mình những người cùng chí hướng để cùng bắt đầu hành trình. Tuổi Tý đang độc thân có thể trở nên chủ động và mạo hiểm hơn trong các quyết định tình cảm. Đừng ngại mình có lựa chọn sai, vì đó nếu sai đó là kinh nghiệm quý giá cho bạn mà thôi. Thế nhưng, những cặp đôi tuổi Tý lúc này vẫn có thể xảy ra sự nghi ngờ vì một trong hai người đang quá thu hút một người khác giới nào đó. Nếu bạn đang có người theo đuổi thì hãy rõ với đối phương rằng mình đã có gia đình, cắt đứt cái đuôi hiện tại để tránh xảy ra rắc rối bạn nhé. Sau đây là vận trình từng tuổi Tý trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Người tuổi Giáp Tý có 15 ngày đầu tháng rực rỡ. Bạn có thể nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình và có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn được phép hoành hoang, coi thường người khác. Thường quan và kiếp tài xuất hiện vào cuối tuần cho thấy bạn dễ dàng gặp vài rắc rối. Trong lĩnh vực tài lộc, bản mệnh tìm được một vài cơ hội làm ăn khá đáng cân nhắc. Thiên tài và chính tài đảm bảo cho bạn một nguồn thu nhập ổn định, thậm chí là có dư dôi. Bạn cũng có cơ hội phát tài bất ngờ dựa vào vận may của mình. Tuy nhiên, khoản tiền ấy không quá lớn mà chỉ mang ý nghĩa khích lệ tinh thần và tâm trạng. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý trên cơ bản là tiến triển thuận lợi. Dù khó tránh phải một vài rắc rối nhỏ nhỏ, nhưng rắc rối này dường như cũng là lời cảnh tỉnh cho bạn. Chớ nên quá tin tưởng vào bất cứ việc gì. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi báo cáo với cấp trên. Cơ hội kiếm tiền đến với con giáp này chủ yếu vào thời điểm từ giữa tháng. Tuy nhiên, bạn cần làm ăn một cách chân chính, chứ không nên sử dụng những thủ đoạn kiếm tiền không trong sáng, lợi dụng thời cơ để hãm hại người khác kiếm lời lãi về cho mình. Tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tháng mới hứa hẹn có nhiều điều kiện tốt hậu thuẫn cho con giáp tuổi Canh Tý. Nếu có dự định gì đang ấp ủ, bạn có thể bắt đầu tiến hành. Thế nhưng, giữa tháng có thương quan, dự báo sẽ có chuyện chẳng lành. Nếu không có việc gì liên quan đến mình, thì bản mệnh nên tránh xa ra nhé. Thái Dương cát tinh trong tháng mới là cơ hội để bạn tìm ra con đường, hướng đi mới cho bản thân, vì sẽ có người ngay lập tức hỗ trợ, chỉ ra đường lối để bạn có thể tiến hành. Dù bản thân là người cẩn thận, nhưng với những thông tin có được, bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tháng sinh có thể ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh của một con người. Người tuổi Tý sinh vào tháng âm lịch nào sẽ có vận số tốt nhất? Hãy cùng xem nhé! Tuổi Tý sinh tháng Giêng. Tháng Giêng mở đầu cho một năm mới, mọi nhà và mọi người đầy đủ, ấm no, sum vầy bên nhau. Những người tuổi Tý sinh vào tháng này cả đời có cuộc sống an nhàn, may mắn, thuận lợi. Tuy nhiên dễ nảy sinh ra chủ quan, kiêu ngạo và lười biếng.
Tuổi Tý sinh tháng 2. Tháng 2 đầu xuân, mọi người đi lễ chùa cầu may cho gia đình hòa thuận, công việc suôn sẻ. Những người sinh tháng này rất thích làm việc thiện, có ích, giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, tính tình có vẻ nhút nhát, trầm và ít nói. Họ có nhiều bạn bè thân thiết, chân thành và các mối quan hệ xã hội rộng rãi. Tuổi Tý sinh tháng 3. Những người sinh tháng này trong cuộc đời có nhiều biến cố và hay phải đối mặt với khó khăn và nguy hiểm. Họ khá nhạy cảm, dễ nảy sinh buồn phiền, đau lòng vì những sai lầm của người khác. Tuy nhiên, họ sẽ không bộc lộ những suy nghĩ, nỗi niềm của mình ra bên ngoài. Bởi vậy, ít có ai thấu hiểu được hết tình cảm của họ. Tuổi Tý sinh tháng 4. Sinh vào tháng 4, tuổi Tý cả đời cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ, nhưng lại không gặp được thời cơ làm ăn thuận lợi. Những người này không ít lần lao mình vào biển lửa, đầy rẫy khó khăn và thử thách, nhưng kết quả không được thành công như ý muốn. Tuy đường công danh gặp nhiều khó khăn, nhưng mặt khác, người tuổi Tý sinh tháng này có một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, vợ chồng thủy chung, yêu thương và cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống giàu sang và sung sướng. Tuổi Tý sinh tháng 5. Những người sinh tháng này có khí phách và lòng quyết tâm, kiên trì xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, được nhiều người tôn trọng, nể phục và có danh tiếng vẻ vang. Càng về già, họ càng có tài lộc và hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng. Tuổi Tý sinh tháng 6, thông minh và tài trí hơn người, dù có gặp nhiều khó khăn và thử thách, vẫn kiên trì, quyết tâm để vượt qua. Có nhiều ước mơ và hoài bão cũng như dự định. Những người này dễ đạt được thành công khi còn rất trẻ. Tuổi Tý sinh tháng 7, thu sang tiết trời mát mẻ, trong lành và dễ chịu. Những người sinh tháng này cả đời an nhàn sung sướng, không gặp phải biến cố và khó khăn nào xảy ra. Tuy nhiên, với bản tính tin người mà tuổi Tý sinh tháng này thường bị lợi dụng, làm ăn mắc oán, bị nhiều người hiểu lầm và gây nên tai tiếng. Tuổi Tý sinh tháng 8, thông minh, trí tuệ sắc sảo, trưởng thành sớm và tự thân lập nghiệp, chăm lo cho cuộc sống của bản thân, không dựa vào bất kỳ một ai. Tuổi Tý sinh tháng này trong cuộc đời thường gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ trong những lúc khó khăn, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung son sắt và yêu thương nhau. Tuổi Tý sinh tháng 9. Những người sinh tháng này có tính tình thật thà, hiền hậu, nhút nhát, không giỏi khéo léo trong giao tiếp. Mặt khác, họ có đường tình duyên vô cùng thuận lợi, may mắn, hôn nhân hạnh phúc và gia đình anh trên em dưới hòa thuận yêu thương nhau. Tuổi Tý sinh tháng 10. Tuổi Tý sinh tháng này có nhiều hoài bão, ý chí, tài cao nhưng phận thấp, cuộc sống và công việc gặp nhiều khó khăn và lận đận. Trong cuộc đời, người tuổi này có nhiều biến cố và thay đổi về công việc, hôn nhân gia đình, có lúc cuộc sống an nhàn, dư thừa, nhưng cũng có lúc túng thiếu, phải vay mượn khắp nơi. Tuổi Tý sinh tháng 11, có ý chí quyết tâm tự thân lập nghiệp, tuy nhiên thời cơ có ít và thường đến muộn. Bởi vậy, những người tuổi Tý sinh tháng này đa số sự nghiệp ổn định chậm. Trong cuộc sống hàng ngày, họ được nhiều người yêu quý, tin tưởng và kính nể. Tuổi Tý sinh tháng 12, những người sinh tháng này cả đời an nhàn, không vất vả, lận đận, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, ấm no và sung sướng. Tuy nhiên, họ không có tính tự lập, thường ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, đôi lúc gây ra phiền toái cho mọi người xung quanh. Thưa quý vị, có khi nào bạn tự hỏi, tại sao bạn làm lụng vất vả, vẫn không thể bước chân đứng vào hàng ngũ những người thành công và thay đổi cuộc đời? Điểm khác biệt ở những người ở đỉnh cao thành công và những người tầm thường chính là ở tư duy. Họ biến toàn bộ thách thức và sự tiêu cực thành năng lượng tích cực, thẳng bước tới thành công. Họ thường không thích phàn nàn, luôn tập trung năng lượng cho những mục tiêu đã lên kế hoạch, có một định nghĩa riêng về công việc của bản thân và có rất nhiều sự việc họ không thèm quan tâm. Chúc quý vị tuổi Tý gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Vị trí tiếp theo, chúc mừng con giáp may mắn tuổi Dần. Người tuổi Dần được mệnh danh là những con hổ chúa tể của rừng xanh, mang theo lòng can đảm và ý chí ngất trời, hiếm ai có thể sánh bằng. Những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn biết nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. So với những con giáp khác, họ có thể không may mắn bằng, nên đã cố gắng rất nhiều để kiếm cơ hội xây dựng mọi thứ viên mãn, sung túc, khiến mọi người ngưỡng mộ. Trong thời gian vừa qua, những người tuổi Dần đã gặp không ít khó khăn và vất vả. Tuy nhiên,
15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, vận may của tuổi Dần sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Đặc biệt trong công việc, họ sẽ tìm được hướng đi mới tích cực, giải quyết được những vấn đề bế tắc. Bên cạnh đó, còn có quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp đỡ tuổi Dần xây dựng mọi thứ viên mãn trong suốt phần đời còn lại. 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Dần sẽ nhận được nhiều tin vui, giúp tinh thần của họ thoải mái, phấn chấn, thỏa sức sáng tạo. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tuần mới tràn đầy sức sống nhé. Cụ thể về phương diện tài lộc, cùng với công việc khởi sắc, tài lộc 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch của người tuổi Dần cũng bình ổn hơn, thủ chi cân đối, áp lực tài chính giảm đi trông thấy. Nếu đang có ý định khởi nghiệp, mở cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh hay thực hiện dự án bán hàng online, bạn có thể mạnh dạn tiến hành. Chưa cần quan trọng hóa kết quả, cứ làm để được trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm. Phải dám làm, dám chịu, tiền bạc mới có thể sinh sôi nảy nở. Nhưng cần lưu ý, nguyệt lệnh lâm thai, vận khí khá yếu ớt. Tốt hơn hết, nên tập trung vào công việc chính. Những việc ngoài luồng có thể đá đưa, nhưng đừng chú trọng quá nhiều, kẻo không việc gì thành công. Ngoài ra, trong đầu tư hay kinh doanh, cẩn thận trọng, làm theo kế hoạch, định hướng rõ ràng, đừng làm theo phong trào hay làm chỉ để cạnh tranh với người khác. Dù có thể thành công đấy, nhưng không bền vững, tài khí nhanh tụ cũng nhanh tán. Theo phi tinh tháng, tại hướng chính nam có bát bạch và tứ lục trùng phùng. Đây là phương vị cát lợi về tài lộc. Nếu phòng khách và phòng ngủ ở khu vực này, bản mệnh sẽ thành công trong việc kinh doanh cũng như thu nhập bạn tăng lên một cách vượt bậc. Ngoài ra, để kích hoạt tài lộc thêm vượng và nhằm hỗ trợ tài chính vững vàng, tuổi Dần có thể treo một bức tranh hình núi non sau lưng bạn trong phòng làm việc. Về sự nghiệp, xem tử vi so với tháng trước, tiến trình công việc trong tháng Ất Mão này của tuổi Dần thuận lợi hơn nhờ tam hội cục nâng đỡ. Mọi việc dù lớn nhỏ, có sự tham gia đóng góp hoặc chỉ đạo của bạn đều đạt được mục tiêu nhất định. Tinh thần làm việc hăng say giúp cho tuổi Dần tạo ra những giá trị thiết thực trong công việc. So với thời gian trước, khi mà sự nóng vội lấn át tất cả, người ta chỉ nhìn thấy sự nông cạn và bồng bột ở bạn, thì giờ đây họ đã nhìn thấy sự trưởng thành và chín chắn, có thể giao phó trọng trách. Bởi thế, hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, không ngừng cố gắng và hoàn thiện bản thân, thành công sớm muộn gì cũng sẽ đến với bạn. 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, nam mệnh thi triển công việc thuận lợi hơn nữ mệnh vì có thái dương trợ lực. Quý nhân giúp đỡ bạn cũng là nam giới, người cùng chí hướng, phù hợp để cùng khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh và đầu tư. Về sức khỏe, theo tử vi năm 2023, 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, Dần được mùa xuân che chở, sức khỏe khá tốt, không mắc bệnh nặng nhưng bệnh tật khó tránh. Cần ăn uống và nghỉ ngơi, tập thể thao đều đặn để tăng cường sức đề kháng, chống lại các chứng bệnh như cảm cúm, ho hắng, dị ứng phấn hoa. Những thói quen xấu như uống rượu bia, hút thuốc lá hay thậm chí là ăn quá nhiều đồ tẩm bổ đều không tốt cho sức khỏe, nên thay đổi hoặc hạn chế càng sớm càng tốt. Trời xuân ấm dần, độ ẩm trong không khí gia tăng, da thịt lỗ chân lông giãn nở, lưu lượng máu trong hệ thống huyết quản, ngoại vi tăng lên, khiến lượng máu cung cấp cho não và nội tạng giảm xuống. Ngoài ra, chú ý, tháng 2 âm lịch này, ngày dài đêm ngắn, khi tâm trí không ổn định thì không được để người quá lạnh hoặc quá nóng để dưỡng thần khí. Lúc này, tạng can đang khỏe nên ăn cay nhiều, bớt ăn chua để trợ can bổ thận, cấn trừ đờm, làm toát bớt mồ hôi để xua tan khí độc. Về tình duyên, 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, người tuổi Dần trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong chuyện tình cảm, vui có, buồn có, hạnh phúc ngất ngây hay buồn thảm đều có. Rất có thể bạn sẽ chia tay người thân hay bạn bè nào đó. Tình cảm của các cặp vợ chồng lâu năm càng ngày càng phai nhạt vì có quá nhiều thứ phải lo lắng. Cần dành nhiều thời gian và công sức để hâm nóng tình yêu hơn nữa, tránh xảy ra tình trạng rạn nứt vì có kẻ thứ ba xen ngang. Vận đào hoa của nam mệnh có phần khởi sắc hơn nữ mệnh, nhưng đa phần là đào hoa dữ, cần thận trọng và rõ ràng trong các mối quan hệ, kẻo ngày lắm mối, tối nằm không. Sau đây là vận trình từng tuổi Dần trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Xem tử vi 15 ngày đầu tháng, người tuổi Bính Dần đang gặp khá nhiều may mắn. Điểm sáng lớn nhất trong tuần
có lẽ chính là đường tài lộc, với những điểm báo tin vui trải dài từ đầu tháng tới giữa tháng, báo hiệu tài lộc không ngừng đổ về túi của con giáp này. Tuy vẫn có tiểu hao hung tinh ở bên gây ra những chuyện phá tài, song đây chỉ là những lần phá tài nhỏ, bản mệnh hoàn toàn có khả năng giải quyết mà không gặp phải rắc rối nào. Nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Bản mệnh nên tìm hiểu xem vấn đề là nằm ở đâu. Tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Tuổi Giáp Dần trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch có vận trình công danh sự nghiệp khá tốt. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc của mình. Cấp trên tin tưởng và trao thêm cho bản mệnh nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, giành lấy vị trí xứng đáng với mình. Đó cũng một phần nhờ có các tinh tà phù ở bên trợ giúp. Các tinh này tạo điều kiện cho người tuổi Giáp Dần làm những điều mình muốn một cách tốt nhất, đạt được hiệu quả cao nhất. Công việc trong tháng suôn sẻ, bản mệnh dễ dàng giành được những điều mình muốn. Đầu tháng gặp phải chuyện hào tài phá lộc, song may mắn là từ giữa tuần trở đi thì vận trình bắt đầu ổn định trở lại. Bản mệnh có thêm nhiều nguồn thu cho mình, có cái là từ công việc chính, cũng có cái là nhờ bản mệnh chăm chỉ làm thêm mà có được. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Người tuổi Nhâm Dần sẽ được thiên đức cát tinh trợ mệnh trong nửa đầu tháng này, nên công việc đang tiến triển khá tốt đẹp. Bản mệnh có quý nhân giúp đỡ nên tìm được những hướng đi mới trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, dù suôn sẻ nhưng bạn cũng không nên chủ quan vào lúc này, bởi sự đời không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Hồng vận có phần nhìn hơn, báo hiệu cứ có được bước tiến tốt thì đồng thời bản mệnh cũng sẽ gặp phải trở ngại tương đương. Ấn quan hợp mệnh ở giữa tháng tạo bước đà thăng tiến cho con giáp này khi bạn hiểu rõ năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện bất chấp những khó khăn trước mắt. Con giáp này luôn kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc dễ dàng đâu. Tháng sinh có thể ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh của một con người. Người tuổi Dần sinh vào tháng âm lịch nào sẽ có vận số tốt nhất? Hãy cùng Đại Phú Quý tiếp tục theo dõi nhé! Tuổi Dần sinh tháng Giêng, thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, sớm trưởng thành và gây dựng được sự nghiệp vẻ vang, được nhiều người xung quanh yêu quý và nể phục. Sinh tháng 2, trong cuộc đời gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc khó khăn. Nếu biết nắm bắt thời cơ, sẽ đạt được nhiều thành công, xây dựng sự nghiệp vững chắc, có địa vị khiến nhiều người nể phục. Sinh tháng 3, tự thân lập nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng, đạt được thành công, có địa vị cao trong xã hội. Càng về già, càng được hưởng phúc lộc trời cho, sống lâu cùng con cháu. Sinh tháng 4, sớm có công danh, sự nghiệp ổn định, tình duyên gặp nhiều may mắn, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Sinh tháng 5, có nhiều cơ hội để khẳng định và phát triển bản thân. Tuy nhiên, muốn thành công được, cần phải có sự cố gắng, nỗ lực và quyết đoán. Sinh tháng 6, thông minh và tài giỏi. Tuy nhiên, không gặp được thời cơ tốt. Muốn thành công, cần phải kiên trì, vững vàng với sự lựa chọn của mình. Ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn và trắc trở, nhưng càng về sau, công việc càng thuận lợi. Sinh tháng 7, có ý chí, ước mơ, hoài bão lớn, không ngại khó khăn và nguy hiểm. Người này trước sau gì cũng đạt được thành công, địa vị trong cuộc sống. Sinh tháng 8, có con mắt tinh tế và khả năng phân tích nhạy bén và sắc sảo, văn võ song toàn, gây dựng được sự nghiệp lớn, được mọi người nể phục và kính trọng. Sinh tháng 9, người này muốn thành công được phải nhờ sự giúp đỡ của người thân và gia đình. Gặp khó khăn và rắc rối thường sinh ra chán nản, bỏ cuộc, rất khó để lập nên sự nghiệp lớn lao. Sinh tháng 10, chăm chỉ, cần cù, nhưng làm việc cũng chỉ đủ để ăn tiêu, không mấy dư giả. Bù lại, đường tình duyên vô cùng thuận lợi, hôn nhân hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Sinh tháng 11, làm việc gì cũng phải cẩn thận, đề phòng nguy cơ nguy hiểm sinh dập, bất ngờ xảy ra. Có một số vất vả, lận đận, nhưng càng về già, càng được hưởng cuộc sống tiện nghi và sung sướng. Sinh tháng 12, trong cuộc đời cần đề phòng bệnh tật, đau ốm, bị kẻ xấu hãm hại, sự nghiệp đổ vỡ. Muốn được hưởng hai chữ bình an thì cần phải biết cầu may, làm nhiều việc thiện, tạo phúc cho đời. Thưa quý vị tuổi Dần, người sống trên đời cần nhất là tự trọng. Vũ khí mạnh nhất trên đời chính là tự thân. Vì thế,
muốn cải thiện số mệnh, vượt qua những đau khổ và thất bại, phải nắm chắc hai điều này. Tự trọng để đối trị với tâm sân hận, tự thân để chống lại với lòng người hiểm ác. Khi bản thân nhận ra giá trị của bản thân, nhìn nhận thẳng thắn vào ưu và khuyết điểm của mình, không đề cao nhưng cũng không hạ thấp cái tôi, thì không một bế tắc nào đánh gục được. Nếu bạn tự trau dồi khả năng, tự lực tự cường, trở thành người có bản lĩnh, thì không một hung hiểm nào loại trừ được. Và hơn hết, bạn tự trọng để thanh tâm, tự thân để thanh tịnh, bản thân không còn vướng mắc, phụ thuộc thì không còn bế tắc. Vị trí thứ 3, chúc mừng con giáp tuổi Thân. Những người tuổi Thân vốn có tính cách hiền lành, chịu khó và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, tuổi Thân lại không may mắn bằng khi họ phải trải qua tuổi thơ vất vả. Chính vì sự thử thách đó mà tuổi Thân lại làm nên được nhiều thành công khi trưởng thành. Thời gian qua, tuổi Thân đã phải chống chọi với những khó khăn ngoài tầm kiểm soát. Thế nhưng, họ có được sự điềm tĩnh vừa phải nên đã tự mình giải quyết một cách ổn thỏa. Trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng. Nếu như tài chính không thay đổi quá nhiều, thì ít nhất cũng tìm được khí sự trong công việc. Đặc biệt, thời gian này, tuổi Thân sẽ có quý nhân bên cạnh để giúp đỡ, tạo điều kiện để họ khắc phục những khó khăn và giúp họ tìm được cơ hội đổi đời. Cụ thể, về phương diện tài lộc, 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch cho thấy vô cùng thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh đối với con giáp tuổi Thân. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Thời gian này có nhiều thông tin mới, có cả các thông tin gây bất ngờ, những thông tin mang đến cơ hội. Bạn sẽ cần phải đủ nhanh nhạy và bản lĩnh để có thể nắm bắt được tất cả chúng. Thế nên, hãy chủ động và tích cực hơn để không bỏ qua bất cứ phút giây nào nhé. Nhìn chung, bản mệnh có thể thu về một số lợi nhuận về tài chính, nhưng sẽ hơi khó khăn nếu bạn muốn đạt được các mục tiêu cao vượt trội. Nhưng không có nghĩa là không thể một khi bạn đủ quyết tâm tuổi Thân nhé. Việc gặt hái được doanh thu cao thường dễ thấy ở những người có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, đầu tư. Lúc này, họ đang thu hoạch sau những tháng ngày vất vả dồn tâm, dồn sức để gia tăng thu nhập. Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé. Về sự nghiệp, 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Về sự nghiệp cho thấy, thời gian sắp tới là cơ hội hoàn hảo để tuổi Thân mở rộng những giới hạn về tri thức của mình. Cho thấy con đường mà bạn đang đi rất thuận lợi khi có nhiều người nâng đỡ. Bên cạnh việc tự lực để phát huy tối đa năng lực của mình trong tháng này, song song với đó, bạn vẫn nên giữ mối quan hệ tốt với các tiền bối trong ngành để gia tăng sức mạnh của mình. Ngoài ra, nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, tránh những đổ vỡ không đáng có. Đây cũng là tháng thuận lợi để người tuổi Thân thực hiện những bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp. Vì thế, hãy tận dụng tốt cơ hội đang có. Đừng vì mất tập trung vì những vấn đề liên quan tới mối quan hệ và chuyện tình cảm mà bỏ lỡ cơ hội. Nếu ai muốn khởi nghiệp thì cũng có thể thực hiện ngay từ bây giờ, sau khi mà bạn học hỏi được kinh nghiệm từ một người đã từng thành công khi làm lĩnh vực tương tự. Bạn được đối phương hỗ trợ nhiệt tình nên hạn chế được những thiệt hại không đáng có vì thiếu kinh nghiệm. Về sức khỏe, tử vi năm 2023 chỉ ra rằng trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, có thể vì người tuổi Thân phải làm việc nhiều với cường độ cao nên hay có cảm giác mệt mỏi. Cho dù cơ thể khỏe mạnh nhưng cũng không có nghĩa là bạn có thể phá sức vì làm việc triền miên không ngừng nghỉ đâu nhé. Khi cảm thấy không thể tập trung thì chỉ cần bạn chợp mắt 15 đến 30 phút là cũng đã có thể tỉnh táo trở lại để làm việc rồi. Do đó, đừng tiếc khoảng thời gian ngắn và quý giá đó bạn nhé. Về tình duyên, 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân có nhiều thăng trầm, nhưng đó là những điều thú vị. Bản tính của bạn cũng không thích cái gì diễn qua quá đều đều, nếu bạn rất biết gây chú ý với một nửa của mình. Ngũ hành xung khắc cho thấy, đôi khi các cặp đôi có xảy ra mâu thuẫn vì chuyện gia đình, con cái và tiền bạc. Thậm chí có thể giận hơn, không nói chuyện một ngày. Nhưng bản mệnh nên nhớ là lúc nóng giận, đừng nói ra những lời chua xót khiến sau này cả hai đều chẳng thể nhìn mặt nhau.
May mắn là sau đó cả hai biết cùng ngồi lại để cùng tìm cách xử lý vấn đề, nên tình cảm được cải thiện. Hai bạn không cần có quan điểm giống nhau, đơn giản là hiểu và biết nhún nhường cho nhau một chút là được. Sau đây là vận trình từng tuổi thân trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, xem tử vi 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Cát khí lan tràn, báo hiệu khoảng thời gian nhiều may mắn sẽ đến với người tuổi Mậu Thân. Tài lộc vượng, bản mệnh được thiên tài trợ lực, tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Song cũng nên tham khảo ý kiến của người xung quanh để tránh rủi ro không đáng có. Tuy nhiên, trong công việc, bản mệnh cần đề phòng ngũ quỷ làm loạn sẽ gây ra tiểu nhân quấy phá, sức khỏe yếu kém. Tuổi Mậu Thân có thể sẽ phải trải qua thử thách trong công việc rồi mới có được những điều mình muốn. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. 15 ngày đầu hứa hẹn nhiều niềm vui và điều tích cực sẽ ghé thăm con giáp tuổi Canh Thân. Nếu có ý định tìm một công việc mới để gia tăng thu nhập cho mình, hãy thử nhờ bạn bè hoặc người quen xem và đánh giá khách quan hồ sơ xin việc của bạn. Họ sẽ trao cho bạn một số lời khuyên bổ ích. Tử vi cát tinh mang tới nhiều cơ hội trong lĩnh vực kinh doanh cũng như đầu tư đến với bản mệnh. Lúc này rất dễ sinh lời, có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, bạn vẫn nên tìm hiểu rõ những thông tin về chi phí cũng như nguồn nhân lực trước khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Nửa đầu thuận lợi, nhưng bản mệnh không được chủ quan, phải luôn có biện pháp đề phòng bất trắc, nhất là khi thường quan xuất hiện ở cuối tuần, gây ra những trở ngại khó lường. Nếu mọi thứ được lường trước, bạn sẽ hạn chế được rủi ro. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Người tuổi Nhâm Thân có sự bảo trợ của chính quan ngay từ đầu tháng, nên công việc có những bước tiến triển khá tích cực. Đây là thời điểm bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp, đừng mãi để những vấn đề bên lề tác động đến bản thân. Thành công sẽ đến khi bạn đủ kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu chỉ vì e ngại bóng gió những điều chưa xảy đến mà chùn bước chân, thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì đang chờ đón mình ở phía trước. Tuy nhiên, thiên quan theo ngay sát bên, nên bạn cũng cần đề phòng sự ám hại của tiểu nhân. Có nhiều thứ không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, nên hãy thận trọng để không vấp phải những sai lầm đáng tiếc vì sự chủ quan của bản thân. Trong nửa đầu tháng có ngũ quỷ hung tinh nhập mệnh, tài chính của con giáp này không được lý tưởng cho lắm. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán gặp trở ngại do nguồn vốn chưa thể thu hồi. Người làm công ăn lương vẫn chỉ có thể dựa vào khoản thu nhập từ công việc chính, khó có khoản thu phụ. Tháng sinh có thể ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh của một con người. Người tuổi Thân sinh vào tháng âm lịch nào sẽ có vận số tốt nhất? Hãy cùng xem nhé! Sinh tháng Giêng, tài giỏi thông minh nhưng thời cơ thuận lợi chưa đến. Muốn thành công thì cần phải kiên trì chờ đợi, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có sức khỏe tốt và ít bệnh tật. Sinh tháng 2, công việc chính gặp nhiều khó khăn nhưng nghề tay trái lại thuận lợi. Bởi vậy, cuộc sống ổn định và đầy đủ. Càng về già càng có nhiều tài lộc, được hưởng cuộc sống sung sướng và hạnh phúc. Sinh tháng 3 là người vừa có tài vừa có đức, văn võ song toàn. Trong cuộc sống gặp nhiều may mắn, có nhiều bạn bè yêu quý. Mỗi khi gặp khó khăn đều có quý nhân giúp đỡ. Sinh tháng 4, ban đầu cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu cố gắng, kiên trì vượt qua được thử thách, càng về sau càng có cuộc sống sung sướng đầy đủ, không lo thiếu thốn. Sinh tháng 5, thông minh tài giỏi nhưng thiếu may mắn. Bởi vậy, tuy rất chăm chỉ và nỗ lực trong công việc, nhưng kết quả đạt được chưa xứng đáng với công sức bỏ ra. Sinh tháng 6 là người hiền lành, ngay thẳng, cả đời sống an nhàn và đầy đủ, có đời sống tình cảm thuận lợi, vợ chồng thủy chung, yêu thương nhau, gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Sinh tháng 7 có của cải và tài lộc, cả đời không lo thiếu thốn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được mọi người yêu quý, tôn trọng. Tuy nhiên, cần đề phòng những biến cố xấu về sức khỏe. Sinh tháng 8 là người sống giàu tình cảm, có đường tình duyên may mắn và thuận lợi. Bởi vậy, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung son sắt, được hưởng nhiều tài lộc. Nếu cố gắng, sẽ sớm xây dựng được sự nghiệp thành công và vững chắc. Sinh tháng 9 có nhiều ước mơ và hoài bão và ý chí xây dựng sự nghiệp từ khi còn rất trẻ. Người này nếu muốn thành công nhất định
phải kiên trì, bình tĩnh, cẩn thận, không nên hấp tấp nóng vội, sẽ làm hỏng việc lớn. Sinh tháng 10, ít tài lộc, cũng không có ý chí lớn, cả đời an phận, cuộc sống bình thường, không uy quyền địa vị. Gặp may mắn về đường tình duyên, hôn nhân hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Sinh tháng 11, cả về sự nghiệp và tình duyên đều không mấy thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và biến cố. Tai họa xuất phát từ tính tình bảo thủ, ương bướng, không chỉ nghe theo lời khuyên nhủ, chỉ dạy của người khác. Sinh tháng 12, ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp. Không có ai giúp đỡ, phải tự mình giải quyết, tháo gỡ rắc rối. Nếu muốn thành công, phải có lòng quyết tâm và kiên trì. Quý vị thân mến, người thành công khác với người thất bại không phải ở chỗ họ chưa bao giờ thất bại, mà là dù họ có thất bại bao nhiêu lần, cũng có can đảm đứng lên và làm lại. Cuộc sống không đánh gục ai, chỉ có tự ta đánh gục chính ta. Sóng gió không khiến ai phải bế tắc, chỉ có tự tâm ta bế tắc. Thanh tịnh từ tâm, muôn sự đều đạt, tu thân dưỡng tâm để thần trí tỉnh táo, suy nghĩ tích cực, luôn hướng tới tương lai tốt đẹp và tin tưởng vào bản thân. Đừng để bi quan làm mờ mắt bạn, ánh sáng không nằm ở cuối con đường, ánh sáng chính ở trong tim ta. Đó là cách vượt qua bế tắc, làm chủ vận mệnh.